chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. À, từ đầu mùa mưa đến nay, mọi hoạt động sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của hàng chục hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25) thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn khi tuyến đường này bị ngập nặng, nước đọng nửa năm thì chưa rút. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên ủy ban nhân dân phường An Phú Đông và quận 12 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đoạn đường bị ngập dài khoảng 400 mét nước đã ứ động từ đầu mùa mưa đến nay không rút gây xáo trộn sinh hoạt và cả hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân để ngăn nước tràn vào trong nhà các hộ dân hai bên đường phải nâng nền hoặc be bờ đắp đập thậm chí có hộ bất lực đành bỏ nhà đi nguyên nhân gây ngập được cho là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước mặt đường lún thấp trũng do có nhiều xe tải lưu thông càng ngày con đường an phú đông 35 càng ngập sâu như sông Hàng chục hộ dân nơi đây mong cơ quan chức năng quận 12 sớm có biện pháp khắc phục để cuộc sống của người dân trở lại bình thường cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh yên bái cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam ông đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương cả hai bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ngoài ra bốn bị can khác bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quạng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 153.000 tấn quạng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Sáng nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc thông tin ban đầu ổ đánh bạc này hoạt động rất chuyên nghiệp mặc dù lập sòng bạc ngay tại trung tâm thành phố đà lạt nhưng có người canh gác nghiêm ngặt nên rất khó tiếp cận công an phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ Tối ngày 16 tháng 10, lực lượng công an đã bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đổ xí ngầu thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê thuộc phường 2 thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường thu giữ gần 55 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và hơn 160 triệu đồng trên người các đối tượng tham gia. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra mở rộng vụ án. liên quan tới vụ 5 người tại thành phố Bắc Cạn bị ngộ độc vào tối ngày 17 tháng 10 vừa qua. Sáng nay, cơ quan y tế tỉnh Bắc Cạn xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do rượu chứa hàm lượng methanol quá cao. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, mẫu rượu trắng trong chén uống rửa của bệnh nhân và phần rượu thừa thu được ở bàn ăn có hàm lượng methanol cao gấp 30 lần mức cho phép. Đây chính là nguyên nhân khiến năm thực khách ngộ độc vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Hiện cả 5 người kể trên đều đã xuất viện.